Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về ảnh một bé trai và một bé gái đang ngồi chơi đồ chơi nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thế nào? Xin dùng màu nâu.